Bạn là mỗi một một mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình hiện tại đang có, thì sản phẩm này thì bên mình đang vừa bán vừa chi ân khách hàng. Thì và sản phẩm buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu các bạn là sản phẩm Soli Z3 này. Đây sản phẩm Soli Z3. Đây, sản phẩm Soli Z3 trên tay mình đây là sản phẩm Soli Z3. Thì con này thì là cũng đã ra mắt được cũng được vài năm rồi, nhưng mà đây là hàng tồn kho thanh lý. Thì hôm nay nhà mình về được ít là hàng tồn kho thanh lý Soli Z3 này. Mà sản phẩm Soli Z3 này thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Soli Z3 này sản xuất của nó là sản xuất nó là bên Nhật nhá. Soli Z3 này là của Nhật nhá. Đấy. Hôm nay thì nhà mình về như rất nhiều sản phẩm Soli Z3 này. Đâm là nhà mình hôm nay về toàn màu trắng nhá. Đâm là các bạn thao hồ lựa chọn và đặt hàng nhá, Soli Z3. Hình thức sản phẩm Soli Z3 bên mình ấy, hình thức toàn là máy tính thức là 90%. Này Soli Z3 máy màu trắng, hình thức toàn 90%. Máy màu trắng rất đẹp, nhìn rất là xinh xắn nhá. Nhưng mà cái màu trắng này ấy, thì là nó sẽ không bám bẩn nên các bạn yên tâm, vì nó là mặt kính mà. Cái mặt trước nó là mặt kính và mặt sau nó là mặt kính thủy tinh. Đâm là các bạn tay bẩn các bạn chỉ cần cầm cái rẻ lau được cái là nó hết bụi luôn. Đấy, rất là ok nhá. Và sản phẩm Soli Z3 này thì mình sẽ giới thiệu qua về cấu hình sản phẩm Soli Z3 bên mình đang có. Đấy. Chip của nó là chip Qualcomm Snapdragon này, 801 này, đấy 2.646 GHz này. Đấy, và RAM của nó, cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ như là 32GB. Nói chung với cấu hình mà RAM 3GB, bộ như 32GB thời điểm này thì các bạn không lo đầy bộ nhớ và chiến rất nhiều các loại game. Ví dụ như kiểu PUBG, Liên Quân Mobile và Free Fire. Thì hôm nay mình sẽ review, coi như là review với những là review game và nói chung là những tính năng cơ bản nhất của sản phẩm Soli Z3 này. Đấy, và giá con này thì mình sẽ nói luôn cho bạn. Và sản phẩm Soli Z3 bên mình thì bên mình sẽ bán vừa chiên cho các bạn khách hàng các bạn là với giá là 1.200.000. Chỉ với 1.200.000 thôi thì các bạn đã sở hữu sản phẩm Soli Z3, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đấy ạ. Và bây giờ thì mình sẽ review sản phẩm Soli Z3 cho các bạn xem nhé. Đây về tính năng là nghe gọi này. Đấy, nghe gọi thì các bạn nghe thì nó loa rất là sướng ạ. Đấy, các bạn nghe gọi loa rất là to ạ, trong trẻo đấy. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel để nạp tiền. Đây. Đấy, loa trong rất to mà loa ngoài cũng rất là ok nhá. Đấy, máy màu trắng đẹp tinh khôi nhá. Đây. Camera quay phim chụp ảnh selfie rất là tuyệt vời đấy, camera Sony thì các bạn không bao giờ làm các bạn thất vọng nhá. Rất là LED đấy, cam trước cam sau đấy, livestream rất là tuyệt vời ạ. Đấy, chỉ với mức giá 1.200.000 thôi thì các bạn đã sở hữu cấu hình là RAM 3GB, đầy đủ mọi tính năng, game chiến các mọi loại game PUBG, Free Fire. Và mình sẽ mạng xã hội như Zalo, Facebook thì mình sẽ vào tuyệt qua tem run cho các bạn trải nghiệm nhá, thì mình sẽ test phần qua đấy. Chỉ với 1.200.000 các bạn tin được không ạ? Quá tin được luôn. Thì hôm nay mình sẽ review luôn cho các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đây mình nhảy ra ngoài rồi. Hôm qua mình đang chơi cái giỏ giờ này mà. Đấy. Này. Chạy rất là thích. Đấy. Mà nó nhạy lắm. Nhạy lắm. Mà giá cực kỳ là rẻ nhá. Thôi mình đã chết mất rồi. Thì mình sẽ bỏ qua cái game này thôi. Game này thì mình đang thua rồi. Đấy. Và đến Tem Run 2. Chiến rất nhiều loại game nhá. PUBG, Free Fire mà giá rất là phù hợp cho các bạn là học sinh này, sinh viên này, hoặc là các bạn là lao động phổ thông, lao động mà thu nhập thấp đấy, thì các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân. Sản phẩm Soli Z3 này cũng được, rất là ok nhá. Đấy, chiến các loại game PUBG mà chip này chip Slash các bạn dùng rất là ok ạ. Đấy, đồ họa rất là đẹp ạ. Đây. Nó thành mình sẽ vào lay luôn nhé. Mấy chiến các loại game mấy quỷ to chưa ạ, mà đồ họa đẹp lắm, bây giờ chạy đẹp lắm này. Cái đồ họa Tem Run 2 cực kỳ là phê luôn các bạn nhé, mà nhìn đẹp lắm như kiểu là 3D ấy. Này, mình lắc nghiêng cho bạn này. Mấy. Mấy. Đấy nghiêng bây giờ đẹp lắm này. Mình sẽ nghiêng cho bạn này. Đấy. Bây giờ chừng nó ếch ra cả nó chết. Đây này, mình nghiêng rất là nhạy này. Đấy sướng chưa ạ. Nhà các bạn có em nhỏ, các bạn mua về cho các em nhỏ mà lúc mà các em nhỏ mà đang ăn cơm ấy. Đấy còn cua. Các em nhỏ mà đang ăn cơm thì các bạn mua sản phẩm này thì quá là tuyệt vời rồi. Ăn cơm thì các bạn mua, các em này mà xem YouTube, xem phim, nghe nhạc rất là ok nhé. Đấy. Với mức tầm giá 1.200.000 thì các bạn không thể đòi hỏi nó như sản phẩm mà 5, 6, 7, 8, 9 triệu, 10 triệu các bạn nhé. Đấy, giá quá là rẻ luôn. Mình vừa bán, mình vừa chiên khách hàng là bởi ra đáng ra mình phải bán 1.500.000 cơ. Nhưng mình chỉ bán các bạn với giá 1.200.000 thôi. Giá quá là rẻ luôn. Mà tặng kèm sạc cho các bạn luôn nhá.
Đấy. Nói chung để nói điện thoại rẻ thì bên mình thì rất nhiều điện thoại rẻ. Thì các bạn xem kênh của mình, các bạn chưa ưng sản phẩm nào các bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Đây ạ. Thôi mình sẽ tạm thời là qua cái trò này. Đấy, mình sẽ tơi hai bỏ gạt hai cái bỏ tem run đi. Đấy, và mình sẽ vào gì nhỉ? Free Fire cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vào test Free Fire đây. Nhà mình hôm nay về được rất nhiều nên là các bạn cứ nhanh tay lựa chọn đi. Mà hình thức toàn 90% thôi. Đấy, rất là ok ạ. Sony Z3 mình rất nhiều nhá. Này, các bạn thao hồ lựa chọn nhá. Đấy, nên là không sợ là hết hàng nhá. Lúc nào cũng được nhá. Đấy các bạn, đây là số này thì mình sẽ dùng Zalo. Hoặc các bạn gần trực tiếp qua địa chỉ của mình, các bạn phải qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Còn các bạn ở xa thì các bạn phải liên hệ trực tiếp qua cửa hàng nhà mình. Hình thức mua hàng ở xa mình rất nhiều thức. Các bạn nào một là các bạn chuyển khoản trước, và hình thức thứ hai các bạn là chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k một sản phẩm các bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đấy, cái game Falefa này các bạn nhỏ đặt mua rất là nhiều. Nếu mà các bạn nhỏ mà không tiện alo cho mình thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình qua mình Zalo nhá, mình sẽ trả lời các bạn nhiệt tình nhất. Nếu mà Zalo mình không trả lời, các bạn có thể là cọc trực tiếp qua số điện thoại mình nhé, để mình còn lưu ý những sản phẩm, lưu ý số điện thoại của bạn. Nhiều khi mình bận mình không trả lời kịp ấy, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình nhé. Đấy, mình sẽ test game Free Fire cho các bạn xem này. Đấy, Liên Quân Mobile thì mình quên, mình chưa tải về. Tí nữa mình sẽ tải Liên Quân Mobile về nhé. Xong clip này mình tối mai mình sẽ, đây các bạn chạy rất là mượt nhé. Đấy. Đấy, nói chung là giá cực kỳ là rẻ đấy, mà nó đang nhiệm nó nhạy lắm. Đấy, nhạy, rất là nhạy nhé. Đấy, các bạn rất là sướng đấy, đổ họa chơi game nó không có độ lang, độ giật, độ trễ gì. Đấy, bây giờ vào lên máy bay rồi. Và thôi thì mình sẽ không có thời gian để mình chơi game nhiều, thì mình sẽ là ra review đây về tính năng tiếp theo, là tính năng mà để nghe nhạc đi. Thì mình sẽ vào nghe nhạc, sẽ có YouTube. YouTube thì các bạn có thể là kết nối TV xem phim nghe nhạc này, hoặc các bạn có thể là đây, thì mình có thể là vào đây thì mình sẽ phải gì nhỉ, duyên phận mà nghe nhạc vàng cho bạn nghe sướng đi. Này, này màn hình. Đấy, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ nhá. Đấy, hình rất là đẹp nhá. Mà có thể cái loa này nó phát loa trên loa dưới này. Đấy, loa trên loa dưới nghe rất là hay nhá, hai loa nhá. Đấy, nghe nhạc rất là hay ạ. Con này thì nó, con này thì cầm nó không to quá, nó không nhỏ quá. Con này thì nó cầm không to quá, không nhỏ quá, cầm rất là vừa tay nhá. Đấy, về tính năng giải trí xem phim nghe nhạc, có thể mình vào xem phim 4K cho bạn xem này. Nói chung là RAM 3 bộ nhớ 32 thì các bạn khỏi phải nghĩ luôn. Đây ạ. Xem phim 4K luôn nhá. Mình sẽ vào xem phim 4K luôn cho các bạn sướng. Quảng cáo bây giờ nhiều quá. Mình sẽ vào chất lượng mà 4K cho bạn xem đi. Đấy, xem phim 4K thì nói chung là không khác gì. Đấy, xem phim 4K thì không khác gì màn hình Samsung. Đấy, rất là sắc nét các bạn này. Xem độ nghiêng không có độ bóng mờ luôn. Chỉ có ánh tiếp của mình thôi nhá. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, nói chung là cái hiển thị của Sony Z3 này các bạn không phải chê được. Nghe nhạc xem phim các kiểu rất là ok ạ. Đấy, và mình sẽ tiến ghép là trò game cũng như là tem run này, go đi. Trò này thì học sinh viên rất là ok. Đấy, BUBG thì xong clip này thì mình sẽ làm tiếp tục clip BUBG. Đấy, mình sẽ chờ loát trò này. Mình sẽ vào luôn cái trò chết go này. Đấy, ngày nào mình sẽ chơi game cho các bạn nhé. Đấy, ôi chết rồi, mình lại là chưa hướng dẫn chết cha. Mình chơi trò này thì cũng hay lắm, mình rất thích hay chết chơi. Ôi ông làm này thì giết tôi rồi, không phải hướng dẫn biết chơi rồi.
nhá, không phải hướng dẫn. Đó, đơn giản lắm, các bạn về gạt gạt cho các em nhỏ để xem này. Rất hết đó. Ôi thôi, mình chết rồi. Mình chơi ảo quá. Thì mình sẽ sang sau trò khác nhá, tem run mình ấy xong rồi. Mình sẽ vào cái trò coi như là gì nhỉ? Super Subway này, trẻ trẻ con đuổi này, trẻ này thì cũng rất nhiều người xem nhá. Đây, mình sẽ chơi này đấy. Đấy, nhanh lắm. Đấy. Đấy, mình sẽ chơi trò này lúc nào mà chết thì thôi nhá. Đấy, mình sẽ review trò này cho các bạn xem nhá. Mình sẽ chơi cực kỳ cẩn thận cho các bạn xem nhá. Đấy, mình oánh hết chữ này luôn này. Mình sẽ oánh bảng luôn bảng chữ này luôn nhá. Đấy, mà loa nghe nhạc rất là hay ạ. Thôi mình lên trên cho an tâm. Đấy, mình sẽ ăn thẳng chữ luôn nhá. Mình được 2 chữ rồi, hình như được mấy chữ ấy. Mình sẽ vào đây đi. Ôi thôi, bỏ mất 1 chữ rồi. Rồi, thua rồi. Đấy. Mình nhảy ấy quá. Đấy, rất cực kỳ là nhanh nhưng mình vẫn qua được nhá. Đấy. Thôi. Các bạn ạ, mình thua rồi. Thôi. Và mình sẽ gặt nốt cái trò này thì mình sẽ vào Liên Quân Mobile cho các bạn đi. Mình sẽ vào trò Liên Quân Mobile này nhá. Mình sẽ review cho bạn một trận Liên Quân Mobile này. PUBG thì mình quên, mình chưa tải mất. Thì mai mình sẽ coi như tải PUBG đấy. Còn Cheat Snap thì cấu hình, vì giảm cấu hình là giảm 3, bộ như 32 chạy rất ok nhá. Chơi chiến các mọi loại game nhá. Đấy, nhà mình về rất là nhiều nhá. Thì các bạn cứ nhanh tay đặt hàng, chọn hàng đi nhá. Đấy, rất là ok à. Mình sẽ tải trò Liên Quân Mobile về. Mình sẽ vào một trận đi. Đấy, mình sẽ vào chiếm một trận nhá. Đây, mình sẽ đánh con Nhi này. Mình sẽ đánh một trận cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ chờ tất cả mọi người chọn hết thì bắt đầu mình mới chọn nhá. Đấy, bắt đầu mình sẽ vào sẵn sàng. Mình sẽ chọn luôn tướng Vahin nhá. Đấy. Đây mình sẽ đánh vai hình cho bạn xem nhé. Mình sẽ để cửa khẩu hiệu, mình sẽ chọn là để cửa dùng. Đây, để cửa bộ đồ. Thôi mình đánh những bộ này đi. Đấy, mình sẽ vào chiến cho bạn xem nhé. Thôi mình không, pin mình đang hết rồi nhưng mình sẽ cố chơi là một trận cho bạn xem nhé. Hôm qua mình quên mất, mình không sạc pin. Đây, và đây cổng sạc đây này, đây là cổng sạc pin này. Đấy, và đây là cổng lỗ sim đấy. Sim đơn giản nhé, đây là ổ sim này, 2 ổ sim này, và đây lỗ tai nghe nhé, rất là ok ạ. À. Đấy,
Đây là sạc không dây bên ngoài này. Mình sẽ đi đường, mình sẽ chơi chiến mít cho bạn luôn nhé. Mình thích đánh mít mà, min mà, mình sẽ đánh mít luôn cho bạn nhé. Thỉnh thoảng review game với các bạn vui giải trí. Nào, bổ ngộ không, 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 đấy. Mình đập ngộ không nhún nhái luôn. Mình sẽ đập ngộ không nhún nhái luôn. Đấy, các bạn xem kênh của mình thì hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh của mình nhá. Đấy. Mà đánh rất là mượt nhá. Tí nữa mình xanh lên thì đánh kinh lắm. Còn vài nhìn mà xanh thì đánh hay lắm. Sao ngộ không nó nhanh ra thế? Đời nó ảnh kinh thật các bạn. Mấy ông bỏ trụ chạy hết lên này. Ôi. Thôi mình buồn ngủ quá rồi. Thôi mình sẽ phải tạm thời bỏ trận ở đây. Mình sẽ phải tạm thời bỏ trận ở đây nhá. Mình buồn ngủ quá rồi. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Soli Z3 này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, ba địa chỉ qua chỉ cửa hàng mình nhá. Đây, chỉ với giá 1.200.000 thôi các bạn sở hữu sản phẩm Soli Z3.